à, rồi phải chống gối ha, chống gối người có bị rồi người đổ về phía trước đi không có thẳng được chút chút. Bây giờ chú đi xuống thử rồi cơ thể mình xuống là phải luôn luôn à, là phải nghiêng đừng có. Bây giờ là đưa lên đó rồi cái này qua đó là được. Mọi người nhìn này ha, rồi quay qua kia. Rồi, tất cả đều do cuộc sống cổ này bị nha điều hết rồi. Rồi để tam đẳng tứ đẳng gì là phải không? Của mình thiệt, tôi không có được học, nếu mà học là nó sướng rồi. Yeah. Ừ. Học là biết sư phụ kêu bằng chạy giỏ, rồi phải đi tới thầy. Rồi, tại kia nói để làm vui cho nghe thầy. Thầy nói để làm vui. Tôi gặp nhau là duyên thôi mà. Khi là thầy qua bên tôi thì tôi kiếm cháu ăn cho ở. Nó nói chuyện với thầy là thì nhà bạn rồi quay vào đây. Ê da da, một tay thôi, một tay thôi, đây này, đỏ vậy đó, tay cứng quá ha, xương là chết hết rồi. Trời em biết tôi lớn, thầy lớn. Đừng có đứa nào lớn hơn. Nhưng mà cao bự là thầy cao bự thôi. Rồi nằm đây. À, bao nhiêu tuổi? Ông là tuổi thìn với gì? Không, tôi tuổi dần. Ở dần này lớn quá này. Chính. Thầm yên. Rồi nhớ cái đó lên, rồi quy mặt ra đây. Đã Thích Hà đã liền đó. Đau phải đau hả? Thì cái kia cứng, cái kia thẳng đây. Đó, vậy đó. Có cần có nhìn không? Cái gì? Có được nhìn không? Có. Rồi, rất thường á, thì cái kinh nghiệm tôi thấy á, là nếu mà vậy á, là mình chịu khó đi tập yoga thì cái chân nó sẽ mềm lại nhiều, nó có thời gian. Đấy. Chứ còn nó là để rồi cái tới lúc mình căng cứng vậy đó. Càng ngày càng bấm đâu càng sướng. Nó bấm cái nó chạy rừng đảo. Nó vô đi bò, không mà muốn bò, không nó muốn dành chỗ người khác. Này, cố gắng còn có một chiêu cuối nữa rồi. Có vậy thì nó mới hoạt động, nó kích thích lại cái thần kinh, cái công lực của mình, chứ còn cái này yếu hết. Rồi đứng dậy. Rồi ngồi xuống. Rồi bánh dạt, đừng sợ. Thanh niên. Thằng nào có râu gì lên đó già. Xuống nữa, không có nghiêng người là được rồi chú. Rồi. Nghe sao nghe nhẹ nhàng. Nhẹ. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0937 853 823. Để có trong tay đá chườm gan Cặp Đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853 823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.